Ok, quay chi tiết và gần lại để cho anh em xem cái bước tiếp theo nhá. Đây là cái mình mở bốn con ốc này. Đây, mình từ từ lại camera để cho anh em xem nhá. Một con ốc, hai con ốc, ba con ốc, bốn con ốc. Đấy, thì mình mở đây. Cái điểm mấu chốt mà mình nói với anh em ấy là cái này. Anh em nhá. Đây là cái thanh cuộn ra đĩa vào đĩa là phải có cái thanh này. Thì cái thanh này nó bị rơi ra trong cái ổ đĩa này. Đấy, trong cái ổ đĩa này nó bị rơi ra. Đây, anh em nhìn cái ổ đĩa này. Nhìn cái ổ đĩa này. Bây giờ mình lắp cái này vào là được. Đây cho anh em xem luôn. Đấy. Lắp một đầu vào trong này như thế này. Nhìn kỹ anh em, nhìn kỹ nha. Đấy, lấy nét cho anh em này. Tại vì một tay quay tay chuyển đồng thế này nó hơi khó. Đấy. Rồi, bây giờ em lắp cái đầu còn lại. Cái đầu còn lại nó phải vào đây. À. Đây là anh em vừa đăng. Đây anh em xem em quay lại cho nét tí anh em nhá. Đây này. Mình phải mở bốn con ốc để mở cái cơ này lên và lắp cái thanh cuộn này. Cái thanh cuộn này là thanh cuộn ra ra đĩa vào đĩa này. Nó phải nhịp nhàng cái này. Đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chưa, phải lắp vào cái chỗ này với chỗ này. Đấy, anh em nhìn một cái cơ đĩa là nhìn phức tạp nhưng mà mình phải làm đúng tuần tự anh em nhá. Còn cái hoàn thiện và bây giờ em test lại cho anh em một lần nữa xem này, cái cơ kiểu nó nhịp nhàng cái này, cái lỗi cơ bản của nó là cái lỗi bánh răng vào ra của nó bị trật bánh răng. Bây giờ em vì là không có mặt điều khiển cho nên em phải mồi mồi cái nút eject bằng cách là chập nguồn này. Nhịp nhàng. Phải chập nguồn lại phát nữa anh em nha, để cho nó xuống cái cơ nó bị lệch lệch tầm một cơ mà em phải sắp lại cơ mà. Rồi sắp lại cơ. Ok, cơ đã lên. Anh em xem nha. Riêng cái này mà sai tầm một cái ấy, thì nó xuống đĩa này.
nó nằm ở ở cái trạng thái xuống này, sai tầm cái thì nó lại ở lên, mình phải khởi động lại nó để cho nó trả lại tầm. Bây giờ mình tắt vì không có mặt đây, em tắt nha, tốc độ của motor sau khi tắt nguồn nó vẫn còn chảy như này cơ mà. Đấy. Bây giờ em phải kích nguồn để cho nó ra đĩa. Kích nguồn để cho nó ra đĩa anh em nhá. Đây, anh em nhìn là nhịp nhàng này, kích nguồn này. Vì vừa test vừa làm mà phải giữ cái mâm cái mạch này cho nên là vừa quay nữa cho nên nó hơi rung một tí, anh em thông cảm, nhưng mà cũng sẽ quay chậm tỉ mỉ cho anh xem. Bây giờ nó sẽ ra đĩa này. Đấy, anh em thấy chưa? Ra đĩa nhẹ nhàng. Bây giờ em sẽ bỏ đĩa vào này. Cái cơ của nó đã lên ở cái miệng này, miệng tràn miệng cái này là đã đúng nhịp, đúng tâm. Bây giờ mình bỏ đĩa vào. Đấy, máy chạy ngay. Anh em thấy ok chưa? Nếu thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ anh em nhá. Còn đăng ký kênh YouTube của em để theo dõi được những clip ẩn, mà những clip đó là luôn chia sẻ sửa chữa về chế độ. Còn cả cái clip mà liên quan đến giao hàng hay là review chi tiết thì em giới thiệu bên kênh của Sơn Loa Audio 0988 434 435. Còn kênh Sơn Loa này thì lại là kênh chuyên về chế độ. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhìn được những clip ẩn. Rồi, xin cảm ơn anh em.